Khi ấy đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Cơlôpát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, đầu lễ tôi có mời cha xứ ở Đông Côn chủ tế, ngài lắc đầu, mời ngài chia sẻ lời Chúa, ngài không nói gì. Cảm ơn cha, cảm ơn anh chị em, đầu năm lại về với đền Đức Mẹ, cũng là đề với dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, để tuy nhiên là để hành hương. Anh chị em về đây hôm nay là để hành hương, về đây hôm nay để tạ ơn, về đây đến hôm nay để cầu xin, khấn nguyện cho chúng ta về những vấn nạn của cuộc sống. Hôm nay về đây thưa anh chị em, trong ngày hành hương đầu tháng, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp, đứng dưới chân thập giá. Chúng ta có thể nói như thế này thưa anh chị em, Đức Giêsu có thể hoàn thành được sứ vụ cứu độ hay không cũng là nhờ công nghiệp, nhờ sự trợ giúp của Đức Mẹ. Bởi trong công kình cứu độ con người thì chúng ta vẫn được Hội Thánh nói cho chúng ta biết, và đó là niềm xác tín của Hội Thánh, đó là Đức Maria là đấng hiệp công cứu độ loài người. Và hình ảnh Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá là cái hình ảnh diễn tả trọn vẹn nhất cái sự hiệp công cứu chuộc của Đức Mẹ dành cho mỗi người chúng ta. Và đặc biệt là thưa anh chị em, kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu đã trao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan, và Thánh Gioan đã rước Đức Mẹ về nhà mình. Đó là hình ảnh biểu tượng thật đẹp để nói với chúng ta điều này thưa anh chị em. Nếu khi xưa Đức Giêsu có thể hoàn thành được công cuộc cứu độ là nhờ sự hiệp công của Đức Mẹ, thì hôm nay anh chị em chúng ta có hoàn thành được đời mình, cuộc hành trình đức tin của mình, đặc biệt là chúng ta chỉ có thể vác được thập giá của đời mình nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta có thể nói thế nhỉ em, dưới chân thập giá năm xưa Đức Mẹ đã cùng con, đã cầu nguyện cho con, đã hiện diện cùng con. Thì hôm nay trong những lúc khốn khó của cuộc đời mình, trong những lúc lao nhọc của gia đình mình, trong những lúc chúng ta cảm thấy cuộc đời đầy bất hạnh, thì anh chị em hãy xác tín rằng không chỉ có Chúa đứng bên cuộc đời chúng ta, mà còn có Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của chúng ta. Mẹ đang đứng đó dưới bầu trời hoang tím năm xưa trên đồi sỏ. Hôm nay anh em chị em bị bệnh thì hãy nhớ rằng dưới bầu trời hoang tím của đời mình, mẹ đứng đó bên giường bệnh để cầu nguyện cho chúng ta, để cho chúng ta có thể đi trọn hành trình của dương trần. Đó là điều chúng ta phải xác tín anh chị em. Cuộc sống của mỗi chúng ta, thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: "Ai muốn theo tôi hãy vác thập giá mình." Hóa ra là ở đời này không ai không phải đối diện với thập giá. Thường thì chúng ta hiểu thập giá là thế nào? Thập giá là những đau khổ. Các cụ già thì hiểu thập giá là tuổi già. Tuổi già thì mệt mỏi lắm, đi được cái tuổi già của mình trong cuộc sống mà không cô đơn là mệt lắm. Đi được cái tuổi già của mình trong cái hoàn cảnh con cái bây giờ nó bận rộn, chẳng đứa nào nó thèm quan tâm đến mình. Đi ra đi vô có một mình,
May nếu còn ông thì ông nhìn bà nhìn ông. Còn con cái nó mỗi đứa một phương, chẳng đứa nào quan tâm. Có khi Tết thì được một vài giây phút về, nhưng có khi cũng chỉ là về vì bổn phận, vì sợ người đời. Thế anh chị em, đi cái tuổi già không có đơn giản. May tôi chưa già nhưng tôi đã cảm thấy là sắp sửa phải đi một cái tuổi già. Nhìn các cha ở nhà hưu thì biết đó. Trời ơi, tôi bảo mấy ông cha hưu mà đi được trọn đời mình qua những năm tháng hưu, các ông các bà đây còn có con cái, còn có thằng tí, con tín các thứ để mà vui. Nếu không thì còn có mấy đứa cháu, đứa chát để mà ôm ấp yêu thương. Mấy người tu hành chẳng hạn, có mỗi mình, trời ơi, chắc buồn lắm. Tuổi già cô đơn lắm. Cha dòng còn đỡ chứ như cha Đức thì còn khổ nữa. Cha Triều ở đây còn không có ai. Chứ dòng chúng tôi còn được vài ông cha đi ra đi vô, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, hoặc là cầm cái gậy phang nhau phát đấy, thì nó cũng vui. Tôi tưởng là đi qua tuổi già vất vả. Anh chị em, may nếu có một người chồng không phải là thập giá cho mình thì cũng còn hạnh phúc. Có nhiều người chồng thật là thập giá mà chẳng muốn vác, chỉ muốn vứt nó đi thôi. Rồi có nhiều người bảo thà nó đừng sinh ra thì hơn, thà đừng lấy nhau thì hơn. Khổ suốt ngày khặt khưỡng, chân nọ đá chân kia, chân phải đá chân trái. Rồi đi ra đường cứ lúc nào cũng đuổi chó vậy. Tức là người cứ thế này thì chó nó cũng trợ, chứ đừng có nói người. Thế thì làm vợ mà một người chồng như vậy thật là khổ. Hay một người vợ cũng vậy, một người chồng cũng vậy. Gặp một người vợ, thay vì quan tâm thì lại thiếu sự quan tâm. Nhất là gặp bà nào mà đánh bạc nữa, lại chúa con, phụ nữ mà đánh bạc thì thôi. Đàn ông đánh bạc đã sợ rồi, phụ nữ mà đánh bạc thì chắc bán cả chồng, đem chồng đi để đánh. Đánh từ thiếu niên cho đến tuổi già, đánh cho đến lúc gần ngáp ngáp, nằm ở đấy thì thôi. Bây giờ lại có mạng thì đánh luôn, lúc đấy nằm trên giường đánh luôn. Bởi vì bây giờ đánh qua mạng xã hội, đánh qua internet. Mong là ở đây không có ai phải vác những thánh giá nặng như thế. Nhưng nếu mà phải vác thì hãy nhớ rằng có mẹ hằng cứu giúp, vẫn đi với mình. Chúa sẽ thay đổi lòng người. Chúng ta phải kiên trì như bà Monica, phải tin chắc như thế, Chúa sẽ thay đổi. Nhưng thưa anh chị em, xưa nay chúng ta vẫn hiểu thánh giá nó là những cái nỗi đau trong cuộc đời, bệnh tật, tuổi già, vân vân. Nhưng thưa anh chị em, thánh giá chính là việc bổn phận của chúng ta. Bổn phận. Vì thế Chúa mới nói rằng là ai muốn theo tôi thì vác thập giá mình. Thập giá trước hết là bổn phận. Chu toàn bổn phận là khó lắm anh chị em, phải không ạ? Chu toàn bổn phận khó cực kỳ chứ không phải chuyện đơn giản. Tôi cứ ngẫm này, tu cho đắc đạo còn tướt. Cho nên anh chị em nhiều khi phải khổ vì các cha, bởi vì ông tu chưa đắc đạo. Ông vẫn đầy sân si đời thường, thế cho nên nhiều khi giáo dân khổ bởi vì ông tu chưa đắc đạo. Cho nên anh chị em hãy cầu nguyện để cho ông ấy tu đắc đạo, nghĩa là cầu để cho ông vác được thập giá của đời mình, thập giá của đời tu. Không phải chỉ sự cô đơn mà hôm nay tôi nói đâu, mà nó nhiều chuyện, nhiều khó. Anh chị em thương các cha, nhất là các cha già, thấy cha khó tính đi thì thôi cầu nguyện cho ngài. Hãy Chúa cho ông này ông bớt khó tính đi để ông có thể vác được thánh giá của ông. Chứ ông mà khó này rồi thì ông quẳng thắm giá đường chả bao giờ hoàn thành. Nghĩa là chả bao giờ tu đắc đạo cả. Rồi anh chị em, trong bổn phận làm chồng khó lắm đấy, không ạ? Các ông để làm chồng để đắc đạo khó. Tức là để sống một người chồng đúng nghĩa cực khó. Mà bổn phận của chúng ta ngoài chuyện chính mình phải được thánh hóa để trở nên trọn hảo, thì anh chị em một chuyện quan trọng đó là
chúng ta có cái trách nhiệm giáo dục để con cái chúng ta thành người. Đến tuổi của anh chị em thì mới hiểu là cuối cùng gia sản là con cái, chứ tiền bạc thì chả làm cái gì. Có vài tỷ đến đời con nó cũng đi hết à. Cho nên phải làm thế nào đấy để con cái mình nó thừa hưởng được cả một di sản chính là truyền thống của gia đình. Khó, đúng không ạ? Khó. Truyền thống ở đây không chỉ là truyền thống đạo đức mà cả ngay cả nghề nghiệp của mình. Anh chị em thấy người Nhật ấy, có những cái dòng họ người ta kế thừa hàng trăm năm để giữ gìn cái truyền thống đó. Làm được như thế mới gọi là thành công. Làm được như thế nó khó lắm anh chị em, khó để chu toàn, nhất là bổn phận của người vợ, người mẹ cực kỳ khó. Nhưng mà khó thì vẫn phải làm, mà muốn làm được thì đừng cậy sức mình, nhưng mà hãy cậy nhờ ơn Chúa, hãy giao phó cho Chúa để chính Chúa giúp chúng ta. Bởi Đức Trinh Nữ Maria mẹ chúng ta, mẹ đã làm một cái chuyện đấy rất là khó, đó là cộng tác với Chúa để mà nuôi dưỡng Chúa Giêsu trong những tháng ngày dương thế, đồng hành với Chúa Giêsu cho đến chân thập giá, để nhờ cái chết của Chúa mà tất cả chúng ta được cứu độ. Anh chị em chắc cũng đã kinh nghiệm nhiều về những ơn Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta vượt qua được những cái khó khăn của cuộc đời. Vì thế hôm nay khi về đây trong ngày đầu năm này, chắc chắn thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đang cả một tương lai phía trước mà chúng ta cũng có khi đã thoáng thấy hoặc đang phải đối diện với những thánh giá của đời mình, hoặc chúng ta đang phải đối diện với những thách đố lớn hơn là những khó khăn thử thách mà chúng ta có khi lúc này chúng ta chưa thể thấy một cách rõ ràng khuôn mặt của nó như thế nào. Thì dù thế nào, thưa anh chị em, hôm nay về với đền Đức Mẹ, ta hãy dâng trọn vẹn tất cả cho Chúa, đặc biệt là xin Đức Mẹ hằng cứu giúp, chuyển cầu cho mỗi người chúng ta. Cảm ơn anh chị em, và mỗi khi nhìn anh chị em về với đền, chúng tôi hiểu được lòng anh chị em với Chúa, Đức Mẹ. Nhưng chúng tôi cũng hiểu được mỗi chúng ta đều có những trăn trở nơi cõi lòng. Chúng tôi thật cảm thông với tất cả anh chị em. Nhất là chúng tôi hay đi làm đại phúc, chứng kiến nhiều gia cảnh, chúng tôi cảm thấy thực sự đáng thương cho tất cả mọi người. Và tôi cũng luôn cầu mong cho tất cả mọi gia đình hãy cố gắng sống thánh, sống tốt, hãy cố gắng mang lại hạnh phúc cho nhau. Bởi vì cuộc đời thì ngắn, cuộc đời là quá khổ, bởi ai đã có thánh giá đời mình là bổn phận phải hoàn thành. Hãy giúp nhau để chu toàn bổn phận, để chúng ta được sống hạnh phúc. Chúng ta chỉ có được cứu độ đời sau nếu hôm nay chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi những đau khổ của cuộc sống thế trần. Thưa anh chị em, cuộc sống tương lai bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống ngày mai bắt đầu từ hiện tại. Và chúng ta, những người công giáo, được mời gọi quyết định cuộc sống của mình trong ơn sủng của Chúa. Chúng ta phải quyết định cuộc sống của mình trong ân sủng của Chúa. Cầu chúc cho anh chị em được nhiều ơn Chúa để sống một đời hạnh phúc. Đó cũng là lời cầu chúc của chúng tôi trong ngày đầu năm khi anh chị em về đây hành hương Đức Mẹ.